IELTS for All cùng IELTS Spider xây dựng kế hoạch học IELTS từ A đến Z. Đây là chuỗi học tập được xây dựng rất tâm huyết bởi đội ngũ giảng viên và chuyên môn học thuật của IELTS Spider trong 3 tháng cuối năm 2021. Chuỗi học tập sẽ bao gồm 3 chặng chính như sau. Chặng đầu tiên, khởi điểm nền tảng. Trong tháng 10, chúng ta sẽ cùng học những chủ điểm ngữ pháp và từ vựng quan trọng thường xuất hiện trong IELTS. Livestream hàng tuần, chia sẻ và giải đáp kiến thức trực tiếp trên fanpage, group và YouTube. Workshop Power Up With Us cùng xây dựng định hướng lộ trình học IELTS cho người mới bắt đầu cùng với những diễn giả là các giảng viên 8.0, 8.5 IELTS dày dặn kinh nghiệm luyện thi IELTS tại IELTS Fighter và ebook tài liệu ngữ pháp và từ vựng cơ bản để các bạn luyện tập thêm tại nhà. Chặng 2, tổng ôn các kỹ năng. Trong tháng 11, chúng ta sẽ cùng luyện tập cách làm bài cho từng kỹ năng của IELTS cùng với đội ngũ chuyên môn IELTS Fighter qua các bài giảng video và PDF. Livestream thường xuyên giải đáp các câu hỏi mà các bạn có về việc luyện tập các kỹ năng của IELTS. Tổng hợp ebook theo các bài học và video của 4 kỹ năng, đặc biệt là cuốn Crack IELTS Reading. Workshop giải đáp chia sẻ cách học IELTS cho từng kỹ năng cùng với đội ngũ chuyên môn của IELTS Fighter. Chặng 3, về đích với luyện đề, thi thử và tổng kết. Trong tháng 12, chúng ta sẽ cùng luyện đề thi IELTS nhiều hơn qua các đề thi thật hoặc trong sách Cambridge. Livestream thường xuyên giải đáp luyện đề và học tập các kỹ năng của bạn. Thi thử IELTS online trên nền tảng trực tuyến của website IELTS Spider và workshop tổng kết, định hướng và rất là nhiều điều thú vị nữa dành cho các bạn. Đặc biệt, trong 3 tháng cuối năm, IELTS Spider sẽ tổng lực dự án phổ cập IELTS trên báo VN Express với rất nhiều những bài chia sẻ kiến thức chuyên sâu. Nếu các bạn đã sẵn sàng tham gia dự án thì hãy đăng ký ở link dưới phần comment nhé. Power up with us, IELTS for all! IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.